Hoa hậu quê Bình Định chính thức bị tước vương miện, luật sư tuyên bố cực sốc về số phận của Ý Nhi. Sau khi trở thành Miss World Việt năm 2023, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vướng phải nhiều tranh cãi từ dư luận khi có những phát ngôn được cho là có phần tự cao, EQ kém. Dù đã lên tiếng xin lỗi, thế nhưng những thông tin xoay quanh nàng hậu vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Thậm chí nhiều người còn đòi ban tổ chức tước vương miện của cô nàng. Trước ồn ào của Huỳnh Trần Ý Nhi, một hoa hậu đến từ Bình Định từng bị tước vương miện sau hơn 3 tháng đăng quang. Cụ thể vào tháng 3 năm 2023, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu Miss Business Global diễn ra tại trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông. Sau khi trải qua các vòng thi, người đẹp mang số báo danh 08 Nguyễn Thị Thảo đến từ Bình Định đã được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2023, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 ra thông báo tước vương miện, thu hồi các vật phẩm đăng quang đối với Nguyễn Thị Thảo vì lý do không hoàn thành nhiệm vụ. Trong thông tin gửi các cơ quan truyền thông, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu thông báo, ban tổ chức Miss Business Global rất tiếc phải thông báo chúng tôi sẽ thu hồi danh hiệu của người đẹp Nguyễn Thị Thảo đến từ Việt Nam bởi vì cô ấy không hoàn thành nghĩa vụ của mình kể từ khi đăng quang đến nay. Đại diện ban tổ chức cuộc thi ông Beji Đường chia sẻ thêm, ban tổ chức thống nhất thu hồi danh hiệu Hoa hậu và vật phẩm đăng quang đối với thí sinh Nguyễn Thị Thảo vì cô không đủ trách nhiệm để đảm nhận danh hiệu và đồng hành cùng ban tổ chức. Vị này bức xúc nhấn mạnh rằng Nguyễn Thị Thảo có thái độ làm việc và tác phong không tôn trọng ban tổ chức. Cô đã vi phạm hai điều khoản. Từ sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Thảo không giữ được hình ảnh hoa hậu theo tiêu chí của ban tổ chức, mặc dù ban tổ chức đã đưa ra định hướng và quy tắc ngay từ sau khi đăng quang, nhưng nhận được thái độ không hợp tác từ Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, không đảm bảo tính bảo mật thông tin. Trong quá trình làm việc và trao đổi thông tin cá nhân, Nguyễn Thị Thảo tự ý chụp đoạn tin nhắn nội bộ và gửi đi cho khách hàng mà chưa được sự đồng ý của ban tổ chức. Theo đó, Á hậu một là người đẹp Latvia Alisa Miskovska trở thành người thay thế vị trí hoa hậu của Nguyễn Thị Thảo. Trước người đẹp Bình Định này, vào tháng 9 năm 2019, ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình năm 2019 từng ký quyết định tước vương miện của Hoa Khôi người đẹp du lịch Quảng Bình đối với người đẹp Trần Ngọc Huyền. Cụ thể, ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình 2019 cho biết Trần Ngọc Huyền đã vi phạm nghiêm trọng những quy định cam kết, làm mất đi hình ảnh đẹp của đại sứ du lịch tỉnh Quảng Bình, mất uy tín của tổ chức, không có ý thức giữ gìn bản thân danh hiệu mà mình đã đạt được, đã kết hôn và tự ly hôn. Bên cạnh đó, người đẹp này còn vướng phải nhiều lùm xùm, đã làm hình ảnh méo mó xấu xí trong mắt người dân và những người quan tâm theo dõi. Không chỉ bị thu hồi danh hiệu giải nhất người đẹp du lịch Quảng Bình, Trần Ngọc Huyền còn buộc phải trả lại vương miện, quyền trượng, giải băng đeo, giải thưởng và các phần thưởng kèm theo. Ngoài ra, ban tổ chức yêu cầu bà Trần Ngọc Huyền phải đền bù thiệt hại về mặt hình ảnh, thương hiệu, truyền thông và uy tín cho ban tổ chức theo quy định. Trở lại với trường hợp của Ý Nhi, theo luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật Pháp Trị, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Điều 3 Nghị định 144 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn nêu ra 4 điều cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn như sau. Thứ nhất, người có hành vi chống đối nhà nước sẽ bị tước bỏ danh hiệu. Thứ hai, xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo, phân biệt chủng tộc, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Thứ ba, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại. Thứ tư, sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.